Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin 9 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục tiếp nhận hơn 6,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó có 1,2 triệu liều vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên do COVAX Facility viện trợ, 4,2 triệu liều vaccine Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên do Chính phủ viện trợ thông qua UNICEF, 730.000 liều vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ASEAN và COVAX Facility. Khi tiếp nhận số vaccine này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ cho các đơn vị, địa phương để đảm bảo việc triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Y tế về tình hình cung ứng vaccine sởi và DBT bạch hầu, ho gà, uốn ván. Đây là hai loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em trên địa bàn đã hết từ nhiều ngày qua. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến tháng 7 vừa qua, kế hoạch tiêm chủng mở rộng của thành phố chỉ đạt 76%, trong khi chỉ tiêu cần đạt 95%. Tất cả 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đều không đạt. Nguyên nhân chính được cho là do thành phố thiếu nguồn cung ứng vaccine sởi đơn và DPT4 từ tháng 6 năm nay. Trong khi đó, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cũng đã hết vaccine dịch vụ nhiều tháng qua do khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm. Thưa quý vị, trong đợt tuyển dụng vào tháng 8 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyển được hơn 3.200 giáo viên. Tuy nhiên, hiện Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thiếu gần 6.000 biên chế giáo viên. Trong số gần 6.000 giáo viên còn thiếu, nhiều nhất là bậc trung học cơ sở cần thêm gần 2.500 giáo viên. Tiếp đó là bậc tiểu học cần 2.200 giáo viên, bậc mầm non cần hơn 1.000 giáo viên và bậc trung học phổ thông cần gần 300 giáo viên. Riêng đối với các vị trí giáo viên thiếu nguồn tuyển như môn công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các trường có thể chia sẻ giáo viên thỉnh giảng hoặc ký hợp đồng lao động ngắn hạn theo quy định. Sau khi tăng nóng vào nhiều thời điểm trong tháng 7 và tháng 8 với mức đỉnh là 74.000 đồng một kg, giá heo hơi nhiều tuần qua có xu hướng giảm dần và đang ở mức thấp. Ở Nam Bộ, mặt bằng giá phổ biến từ 62.000 đến 64.000 đồng một kg. Hậu Giang hiện là địa phương có giá heo thấp nhất khu vực với bình quân là 59.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung, giá phổ biến trong khoảng từ 58.000 đến 65.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm phổ biến trên dưới 1.000 đồng một kg ở nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, mức giá bình quân của khu vực này vẫn cao hơn so với cả nước, dao động khoảng từ 64.000 đến 68.000 đồng một kg. Theo nhiều doanh nghiệp, giá heo giảm do nhu cầu tiêu thụ chậm. Ngoài ra, giá heo các nước lân cận cũng có xu hướng giảm nhiều, góp phần chi phối giá heo trong nước. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ hành hạ đến chết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác và Nguyễn Kim Trung Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Tòa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé đối với các thương tích bị gây ra. Tuy nhiên, phân viện khoa học hình sự đã từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do là hồ sơ bệnh án của cháu bé tại bệnh viện không thể hiện các thương tích bị gây ra. Trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án này đã phải hoãn vì hội đồng xét xử nhận thấy cần tiến hành giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé. Thời gian địa điểm mở lại phiên tòa sẽ chưa được thông báo. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của Nga đã phá hủy một kho đạn dược lớn ở phía nam Ukraine khi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào lực lượng của Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã loại bỏ một nhà kho chứa 45.000 tấn đạn dược gần thị trấn Vonetsk ở khu vực Nikolaev. Thông báo này cũng tiết lộ những tổn thất của Kiev, trong đó có hơn 1.300 binh lính Ukraine thương vong trong vòng 24 giờ qua ở khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng của nước này đã nhắm vào quân đội Ukraine ở khu vực Kharkov, nơi quân đội Nga gần đây đã rút khỏi một số khu vực để tái tổ chức lực lượng giữa bối cảnh Ukraine phản công. Cuộc tấn công mới diễn ra giữa bối cảnh quân đội Ukraine tăng cường phản công ở Kharkov và Tổng thống Zelensky tuyên bố hôm 10 tháng 9 rằng nước này đã giải phóng hơn 2.000 km vùng lãnh thổ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch kéo dài 5 ngày của Ukraine ở phía đông và phía nam đã khiến hơn 12.000 người thương vong. Cộng hòa Séc thông báo sẽ tổ chức thêm một hội nghị giữa các bộ trưởng bộ năng lượng của những nước thành viên EU để bàn về khủng hoảng năng lượng. Cộng hòa Séc hiện là nước chủ tịch Liên minh châu EU. Hội nghị bất thường sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9. Dự kiến trong cuộc họp này, các bên sẽ đi đến thống nhất về các giải pháp cấp bách đã được nêu trong cuộc họp trước. Trước đó, các bộ trưởng năng lượng EU đã nhóm họp tìm giải pháp khi xung đột Ukraine khiến giá điện và nhiên liệu tăng vọt. Trong cuộc họp bộ trưởng bộ năng lượng các nước châu Âu thảo luận các đề xuất của Ủy ban châu Âu EC, nhiều nước cũng được kỳ vọng đưa ra đề xuất riêng. Mục tiêu chính là tìm ra cách hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp đang chật vật trả hóa đơn nhiên liệu và vận hành nhà máy. Thưa quý vị, một đợt dịch COVID-19 mới vừa bùng phát ở thành phố Nội Giang, Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.
do biến thể Omicron với hai vị trí đột biến chưa từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia của Trung Quốc. Đợt dịch bùng phát ở bất ngờ ở thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên được phát hiện vào ngày 8 tháng 9. Tính đến hết ngày 12 tháng 9 đã có tổng cộng 75 ca bệnh và 17 trường hợp không triệu chứng được báo cáo tại đây. Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh mới tại Nội Giang mới đây cho biết kết quả giải trình tự gen cho thấy đó là một biến thể của Omicron, nhưng có hai vị trí đột biến chưa từng được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu giải trình tự gen của tỉnh Tứ Xuyên và Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Quốc tiếp tục thắt chặt chính sách phòng chống dịch để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một phòng trưng bày xe điện ở Ấn Độ khiến ít 80 thiệt mạng và 11 người bị thương. Vụ cháy bùng phát tại một tầng hầm của khách sạn được sử dụng để làm phòng trưng bày với khoảng 20 chiếc xe máy điện ở thành phố Secunderabad, miền Nam Ấn Độ. Cảnh sát nước này cho biết đám cháy đã được kiểm soát và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Hầu hết những người thiệt mạng trong vụ cháy là khách đang ở trong khách sạn nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Đây được coi là sự cố gây chết người liên quan tới xe điện mới nhất tại Ấn Độ. Trước đó, một loạt vụ cháy xe máy điện đã xảy ra trong năm nay trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ mong muốn thúc đẩy việc sử dụng loại xe này trong cuộc chiến chống ô nhiễm. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định rằng bộ pin điện và mô-đun pin bị lỗi nằm trong số các nguyên nhân chính dẫn đến vụ hỏa hoạn. Thưa quý vị, hàng loạt chính phủ châu Âu đang tăng trợ cấp để bảo vệ các hộ gia đình khỏi khủng hoảng giá năng lượng do tác động từ cuộc chiến kinh tế với Nga. Tuy nhiên, biện pháp này lại được thực hiện trong bối cảnh chi phí đi vay tăng và nhà đầu tư đang bất an về tình trạng gia tăng nợ công ở nhiều quốc gia. Thêm vào đó, việc áp giá trần khí đốt và tăng trợ cấp có thể khiến nhiều người dân và doanh nghiệp châu Âu tiêu thụ nhiều hơn, làm trầm trọng thêm khủng hoảng. Đến nay, nhiều nền kinh tế Liên minh châu Âu EU đã công bố gói hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp với tổng trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đức áp trần giá điện, giảm thuế giá trị gia tăng với khí đốt tự nhiên, Séc áp trần giá điện và khí đốt, Hy Lạp hỗ trợ tài chính cho người dân. Sau khi đảm bảo an ninh nguồn cung, chúng tôi sẽ tính đến vấn đề giá cả. Chúng tôi sẽ thiết kế lại thị trường điện với mục tiêu giảm giá điện cho người dân. Tại Anh, chính phủ của tân Thủ tướng Charles cũng đã ra tín hiệu sẽ sớm công bố mức trần giá năng lượng với gói hỗ trợ ước tính khoảng 115 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ sẽ ngay lập tức đưa ra một biện pháp đảm bảo giá năng lượng mới giúp giảm hóa đơn năng lượng. Nó sẽ kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Đảm bảo này bao gồm việc tạm ngừng áp dụng các khoản thu thuế xanh và từ ngày 1 tháng 10, một hộ gia đình điển hình sẽ trả không quá 2.500 bảng Anh mỗi năm trong 2 năm tới. Các biện pháp hỗ trợ có thể giúp hàng triệu người không bị rơi vào cảnh nghèo đói và hàng nghìn doanh nghiệp không bị phá sản khi hóa đơn năng lượng tăng cao, qua đó làm giảm tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế. Chính phủ nhiều nước châu Âu hy vọng chính sách này sẽ duy trì ủng hộ trong công chúng đối với nỗ lực viện trợ Ukraine đối đầu Nga. Một số biện pháp như áp giá trần giá điện và khí đốt tự nhiên còn có thể giúp các ngân hàng trung ương chống lại lạm phát. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, các biện pháp này cũng đi kèm những rủi ro nhất định. Tăng trợ cấp bằng tiền mặt hoặc áp giá trần năng lượng dễ khiến người dân châu Âu trở nên không mặn mà với việc tiết kiệm, có khả năng dẫn tới tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng hơn vào cuối mùa đông sắp tới. Điều này có thể sẽ buộc các chính phủ phải tính đến phương án cắt điện luân phiên hay phân bổ khí đốt theo định mức, hoặc tồi tệ hơn là mất điện cục bộ. Ngoài ra, các gói hỗ trợ có thể làm tăng thêm nợ công ở vào thời điểm mà các nhà đầu tư đang đòi hỏi chính phủ phải bù đắp cho thâm hụt ngân sách vốn đã phình ra do chi tiêu trong thời đại dịch. Các nhà kinh tế tại ngân hàng đầu tư UBS ước tính tổng giá trị các gói hỗ trợ của Đức chiếm khoảng 2,7 sản lượng kinh tế hàng năm. Biện pháp áp giá trần năng lượng và trợ cấp cho các hộ gia đình dễ tổn thương của Pháp lên tới khoảng 1,8% GDP. Tại Italia, chi phí của các biện pháp tương tự ước tính chiếm khoảng 2,4% GDP, trong khi ở Tây Ban Nha là 1,25%. Theo giới chuyên gia, những gói hỗ trợ ngăn khủng hoảng năng lượng mới khó ảnh hưởng tới tính bền vững cốt lõi của các quốc gia châu Âu sau thời gian dài họ đã có thặng dư tài chính. Tuy nhiên, nếu chi phí đi vay quá lớn, vẫn có thể sẽ tác động không nhỏ đến nền tài chính quốc gia.